Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em mới về được một chiếc máy phát điện xách tay nha. Chiếc này thì phù hợp mà anh em mà chạy một gia đình nhỏ hoặc là mình đi picnic, đi du lịch đấy, thì sử dụng những chiếc xách tay này rất là phù hợp. Đối với dòng Elimax này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Nhật nha quý khách hàng. Điện zin 220 luôn. Model Elimax SH11000DX. Thì đời sau này nó sẽ có dòng Elimax SH11000EX. Còn đời này là đời DX nha quý khách hàng. Đấy thì bên em về được một chiếc này nó gần như là mới cứng luôn, siêu lướt. Thì chiếc này thì đã được một anh em quen của bên em lấy rồi. Đấy, rất là nể anh ấy, anh bảo là thôi để cho anh đấy. Nên là bên em đã bán. Đấy thì em quay và giới thiệu cho quý khách hàng những chiếc siêu phẩm của bên em, rất là đẹp. Nhưng mà anh ấy sang bên cửa hàng của em nên là anh cũng bảo là thôi để cho anh ấy, để anh dùng. Thì toàn những chỗ anh em thì thôi em đã để lại cho anh đấy. Những chiếc này giá không hề rẻ nha quý khách hàng. Nếu mà mới thì Elimax SH11000, nếu mà hàng xịn thì đâu đó giá nó khoảng rơi gần 20 triệu, 17, 18 triệu nha quý khách hàng. Đối với dòng Elimax SH1000 này thì nó sẽ có hai đời, một đời DX, một đời EX. Đấy, dòng này là dòng DX nha quý khách hàng, DX. Đấy, 11.000 thì trọng lượng máy nó rơi khoảng 20 đến 25 kg quý khách hàng ạ. Đây quý khách hàng có thể thấy em sẽ quay cái vỏ của nó. Đây, quý khách hàng có thể thấy này. Model Elimax SH11000DX. Đấy, có hai cổng 220 nha, đèn báo nha. Đây là công tắc tắt mở máy này, on off này. Đấy. Đấy. Đây. AC DC này. Có cả DC 12V sạc ắc quy ở đây nha quý khách hàng. Đấy. Đấy, phân biệt dấu dương âm. Đấy. Sawa Fuji này, Honda Made in Japan. Elimax là nhập khẩu nguyên chiếc. Bình xăng này thì 1 lít xăng đối với những chiếc xách tay mà công suất như này thì nó rơi khoảng 3 tiếng quý khách hàng. 1 lít xăng chạy được khoảng 3 tiếng. Em gửi quý khách hàng cái thông số đấy ạ. SH1000DX Sawa Fuji Electric này, Made in Japan này. Đấy. 850 VA. Một pha. Đấy, có cả 12V 8.3A để sạc ắc quy nhá. Đấy. Chiếc này rất đẹp luôn, mới cứng. Nếu mà trên thị trường mà những chiếc Elimax SH1000DX mà còn đẹp như thế này thì phải nói là siêu hiếm rồi quý khách hàng ạ. Bây giờ đời sau này nó sẽ ra một dòng đó là Elimax SH1000 như EX nha quý khách hàng. Form nó gần như tương tự như thế này. Đấy, nhưng mà nó là EX. Đời DX này là đời đầu. Đây. Quý khách hàng có thể thấy đây là nắp mở bình xăng này. Đây, bởi vì xăng, bình xăng này nó chứa được chắc khoảng 3 lít xăng. Đây là cái buji. Đây quý nhà có thể thấy. Em sẽ mở ra đây. Máy bên trong này rất đẹp luôn. Chiếc này gần như mới cứng. Mà cái vỏ của nó nhá, em phải công nhận là người chủ của chiếc máy này rất là giữ gìn luôn. Đây là chiếc vỏ của nó là em chưa vệ sinh gì và em vẫn để nguyên như này. Thường em để mộc như này em quay cho quý khách hàng luôn. Rất đẹp luôn, gần như là mới cứng. Đấy, không có một vết xước sát nào. Đây, em có thể cho quý khách hàng xem ở bên trong máy, quý khách hàng sẽ rất là ngạc nhiên. Đây, máy ở bên trong tuyệt đẹp luôn. Đấy, 7 màu trắng như ngọc trinh luôn. Đấy, ngọc trinh bây giờ là xưa rồi. Đây, quý khách hàng có thể thấy một chiếc Elimax đời DX mà còn đẹp như này thì phải nói là siêu hiếm trên thị trường. Đây, số máy đây. Đấy, rất đẹp luôn nha quý khách hàng. Đây, nó trắng tinh luôn quý khách hàng. Đây, nó còn 7 màu này. Đây này, chưa còn thèm thay dầu cơ. Rất đẹp luôn. Điện, điện Sawa nha. Đầu phát, đầu động cơ là động cơ Honda. Gần như mới cứng. Chiếc này thì em đã bán cho một anh khách gọi là bạn của em. Chơi cùng em rất là thân. Anh vào để cho anh để anh đi du lịch. Đấy. Nên là em đã bán và để cho anh đấy thì em quay, tiện đây em sẽ quay luôn cho quý khách hàng theo dõi. Rất đẹp luôn, một sản phẩm nó là mua bọn em tuyển chọn rất kỹ lưỡng luôn. Đây, như chiếc này. Thật ra là đối với những dòng chiếc máy phát điện này thì bọn em mua ấy thì cái đầu tiên là về hình thức, và thứ hai là đến động cơ, và thứ ba là đến phần phát là phải zin hết. Đây quý khách hàng có thể thấy, đây là dây giật của máy này. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, nó có một cái khóa xăng nằm bên hông này. Đấy. Đây on off đây quý khách hàng. Đấy. Đây cái le gió, khi quý khách hàng mà giật nổ ấy thì mình sẽ phải gạt le gió, mở le ra.
Đấy, khi máy nổ rồi mở le ra nha. Đây quý khách hàng có thể thấy cái phần bên phần sau này. Cái này nó là bằng sắt. Quý khách hàng, cái ốp của cái bô xả nó bằng sắt. Đấy nên là trong quá trình mà thực ra là môi trường ấy, nó oxy hóa thì nó có vết đốm đốm này thì không thể tránh khỏi được. Những cái chất của dòng chiếc này còn rất là đẹp luôn. Đây quý khách hàng có thể thấy họng bô nó vẫn còn đen này. Đấy, nó cháy còn chưa hết sơn ở trong họng bô mà bô nó vẫn trắng tinh này. Một chiếc phải nói là siêu hiếm ở thời điểm này. Ở trên thị trường nếu mà kiếm được chiếc DX một đẹp như này rất là khó luôn. Đây, dòng này thiết kế 4 chân cao su nha, để giảm giật nha, giảm rung nha. Đấy, rất đẹp luôn. DX. Chiếc này giá rất là cao, cũng không phải rời hề rẻ đâu quý nhà. Đối với dòng Elixmark mà nhập Nhật như này rất là cao luôn. Elixmark thì bao giờ nó cũng là cái thương hiệu gọi là đứng đầu. Đấy. Nếu mà dòng máy phát điện đấy, này phù hợp với quý hàng sử dụng gia đình nhỏ, đi picnic hoặc đi du lịch, đi phượt. Đấy thì mình sử dụng quạt ánh sáng âm thanh nhỏ đây, quá là ok luôn nha. Đấy. Thì quý khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm nào bên em thì liên hệ bên em nha. Bên em chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng máy móc cũ đã qua sử dụng, máy công trình, máy xây dựng, trong đó có máy phát điện nha. Đấy. Máy phát điện là một trong những sản phẩm rất là chủ lực của bên em. Máy phát điện, động cơ xăng dầu, đấy, máy công trình bên em thu mua trao đổi toàn quốc. Nhà em thì có hai cơ sở, một cơ sở nằm tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cơ sở thứ hai là nằm ở số 140 đường Cộng Hòa, 669 đường Tân Thế Nhất, 01 quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bên em nói chung là có nhà hoặc là có cơ sở như vậy thì để phục vụ cho anh em mua bán thuận tiện. Đấy, còn cơ sở chính thì bên em vẫn nằm ở ngoài miền Bắc cơ. Đấy. Bên em có giao hàng toàn quốc nha. Đấy. Bảo hành và hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em. Quý khách hàng có thể theo dõi những sản phẩm mới nhất về bên em qua Zalo, Facebook nha, qua TikTok hoặc là qua những trang bán hàng, kênh bán hàng của bên em thì bên em đều có gian hàng để thứ nhất là để phục vụ quý khách hàng đấy được cái tốt nhất. Đấy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của bên em ạ.